Sáng nay, ngày 5 tháng 9, cùng với các trường học trên cả nước, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Thánh Tông đóng chân tại phường Thanh Hà, thành phố Hội An đã trọng thể tổ chức lễ khai giảng năm học 2024-2025. Về dự có đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, thầy giáo Thái Viết Tường, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Nam, đồng chí Trần Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hội An, lãnh đạo thị xã Điện Bàn, các đại biểu, phụ huynh học sinh, quý thầy cô giáo, cán bộ nhân viên và các em học sinh nhà trường. Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã trao tặng hoa, gửi gắm tình cảm và niềm tin yêu đối với hoạt động giáo dục của nhà trường. Phát biểu tại lễ khai giảng, thầy Lê Thành Vinh, hiệu trưởng nhà trường khẳng định: "Nhìn lại năm học vừa qua, thành quả của thầy và trò nhà trường là một điểm tựa bền vững cho năm học mới. Trong năm đã có 34 giải học sinh giỏi quốc gia, cũng là năm đầu tiên có học sinh chinh phục được giải nhất cấp quốc gia. 52 huy chương Olympic truyền thống 30 tháng 4 toàn miền Nam, giành ngôi vị nhất toàn đoàn trong số 75 đơn vị dự thi từ Đà Nẵng đến Cà Mau. Một huy chương bạc Olympic hóa học quốc tế của em Đỗ Phú Quốc đã được lãnh đạo các cấp ghi nhận tuyên dương và khen thưởng." Bước vào năm học mới, nhà trường tiếp tục thực hiện chủ đề năm học: kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới không ngừng, nâng cao chất lượng. Nhà trường tập trung sứ mệnh đào tạo học sinh ưu tú để đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia, khu vực và quốc tế. Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục 2018, định hướng nghề phù hợp với năng lực của học sinh, lựa chọn những giải pháp hữu hiệu để 100% học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học theo phương thức mới vào năm 2025. Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, xây dựng chương trình và phương pháp dạy học tiên tiến hiện đại, phát triển chuyên môn, văn hóa nhà trường để từng bước tiếp cận tiêu chuẩn của trường học giáo dục công dân toàn cầu, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, khai thác mạnh mẽ và có hiệu quả hơn nữa công nghệ thông tin vào mọi lĩnh vực hoạt động của nhà trường.